một chậu nó ba bốn cái bông, ba bốn cái cây có bông luôn, nó đẹp. Thì cái dàn này nó nhìn nó mập anh thức ạ. To. Kìa, cái chậu này nó đã bắt đầu ra này. Cái chậu này bữa ba cây nè. Chị thấy ở nhà không canh, à, cây này nè. Dạ. Uống nó nè, một chùm này đây cây nè. Đây cây nè, ba cây ba chùm bông á. Mà thấy ba nhà không canh sao uống hết luôn. Đi mưa á. Không để ý nó uống cái chừng. Dạ. Còn này ra nè, em thấy không? À, một cây nè, thấy không? Đây cây nữa nè, nguyên chùm bông này thấy không? Bên đây chùm nữa thấy không? À. Cây ba chùm. Này nó cũng này là giật hai ba bút nè. Cái này là anh kích cái gì mà nó lại ra đặt vườn này đây này? Nó phân đúng không? Phân. À. 19, 3, 11, 17. À, anh hỏi cái đội... Anh ấy chung với bề màu xanh. À. Nào nó với ra không cứ đứng nhìn cái bà con tình nó mới chịu ra. Này đã lì như trâu luôn, hai cái chậu này lì anh tính tết làm cho anh chặt anh dục rồi á, nhỏ anh dục. Anh nói anh kích cái này mà không ra, thử cái này mà không ra nữa là anh dục. Để xem nó là cái màu gì. Cho ba tầng luôn. À hay. Ủa đấy. Lên. Mấy này lên thành măng ấy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mới ra là không nhìn thấy giờ lên hả? Đúng rồi. Thế hay. Bất đi khí hay. Ừ. Nó đã ra nó lại ra thực ạ, không cần kích nữa. Đúng rồi. Nó chỉ cần phi. Nó chịu ra rồi đã ra. Được.